Cũng như em đã nói rồi đấy ạ, trong thời gian này thì em sẽ chuyển đăng bài sang kênh của Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Em sẽ đăng trước ở bên kênh đấy, sau đó em sẽ đăng sang kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ sau. Mục đích là em muốn nhờ các bác chuyển dần sang đăng ký và theo dõi kênh của Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Chính vì cái sự theo dõi của các bác nên là em sẽ đăng những cái clip giảm giá này bên kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Mục đích là cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ em bên kênh đó. Những cái mặt hàng này em giới thiệu rất là nhiều rồi, nhưng mà để nói chi tiết lại để cho các bác nắm được giá thì hôm nay em sẽ nói lại, bởi vì là giới thiệu rất là nhiều. Những cái này bây giờ em chỉ cần xếp nguyên như này thôi, còn kỹ thuật và chất lượng thì bên em sẽ đảm bảo cho các bác. Thì bây giờ em muốn nói thì nó chắc chắn là nó phải có cái nội dung bằng hình hình thức nó rõ luôn này, mà các bác nào mua thì các bác biết rồi. Tất cả những chiếc đầu ngang này hay là đầu dọc bên kia, bên ngoài kia nhé, nó đều có chức năng giải mã này. Nó có chức năng là một là CD là một này, giải mã là hai này, MD là ba này, âm ly là bốn này, radio FM AM là năm và sáu, năm chức năng trong một. Thì năm chức năng trong một, những cái này thì hàng ngày em đã giới thiệu cho các bác rồi. Những chiếc đầu này bình thường nếu mà CD MD giải mã tất cả nó chạy được tốt hết, bác lấy một cái đầu trọn vẹn tốt hết là mức giá 1 triệu 6, hàng ngày là 1 triệu 6 đúng không ạ? Ví dụ như như cái này này, như cái này bây giờ nhá, bên Campuchia họ bao cho em là đây CD MD AUX là cắm điện thoại máy tính này, giải mã này, tất cả chạy ok hết, âm đi chạy ok. Ví dụ như cái này thì mức giá của nó là 1 triệu 6 đấy. Bây giờ em có phải ghi vào ra một bút, cho mượn cái bút xóa xóa để ghi cho các bác hiểu chứ không nó mà cuối cùng các bác không hiểu. Ví dụ những chức năng như thế này nhé, con này nó chạy là có, em nói con này này và kể cả con đầu dọc này nó cũng như nhau. Chút nữa em sẽ quay, em sẽ quay. Thì bây giờ em sẽ nói cái giá, em sẽ nói cái giá cho các bác nhé. Ví dụ bình thường đây, nó là ví dụ bình thường, mức bình thường của nó là 1 triệu 6 đúng không? Cái này không có mở cửa. Đây bình thường là 16 này. Đây, 1 triệu 600 đúng không ạ? Nên là 1 triệu 6 là tình trạng là nó sẽ hoạt động tất cả ở CD MD cắm điện thoại máy tính giải mã. Rồi là radio FM ok. Âm ly ok. Là 1 triệu 6. Thì bây giờ con như thế này, giá bình thường 1 triệu 6 thì bây giờ ở kênh này em sẽ giảm cho bác còn 1 triệu 3. 1 triệu 300. Ok chưa ạ? Đấy, ví dụ những chức năng chạy như này. Còn cái con ví dụ như chức năng CD lỗi này, CD bình thường ngày trước ấy là ví dụ giá như này 1 triệu 6, MD lỗi thì còn 1 triệu 4 được chưa, CD lỗi nữa nhá, CD lỗi cả CD MD lỗi thì là còn 1 triệu 2. Nhưng hiện tại ví dụ như con này chẳng hạn CD vẫn chạy hoặc MD vẫn chạy, có nghĩa lỗi một trong hai con giá 1 triệu 4 đúng không ạ? 1 triệu 4. Thì bây giờ em giảm cho các bác nhé, có nghĩa CD MD, tóm lại là lỗi CD MD mà chạy giải mã tốt, cắm điện thoại máy tính tốt, âm ly tốt, để cho các bác 1 triệu được chưa? Trước nó là 1 triệu 2 đến 1 triệu 3 đúng không? 1 2 đến 1 1 triệu 2 đến 1 triệu 4, 1 2 đến 1 4. Bây giờ để cho bác 1 triệu được chưa? Ok chưa? Những con này 1 triệu. Đấy, đây là đầu ngang. Đầu dọc cũng như vậy. Đầu dọc cũng như vậy, ví dụ như đầu dọc như những con như này chẳng hạn đúng không? CD MD AUX digital chạy tốt, ngày trước là 1 triệu 6. 1 6. Bây giờ giảm cho bác 1 3 nhé, nếu chạy tốt. Còn cũng như như con đầu ngang bên kia thôi, y như vậy. Bên em sẽ test hàng, lo cho các bác test hàng. Đấy, là còn 1 triệu 3. Còn một loại nữa, còn một loại nữa đó là chạy hỏng MD CD, có nghĩa là hỏng MD CD đấy các bác nhé. Còn một loại nữa, ví dụ như là nó chết tất cả MD CD nhé, đâu chả con nào chết cả, đây này toàn chạy tốt hết này, chạy tốt hết, toàn chạy tốt hết đây này, toàn ok hết đi. Nó lỗi nó khó lắm. Bây giờ ví dụ em cứ ví dụ lỗi lỗi một con đi, lấy ví dụ thôi, ví dụ con này này, ví dụ thôi nhé, con này lỗi tất cả, lỗi này, lỗi CD này cộng MD thì nó còn có 1 triệu đúng không? Bình thường là nó còn có 1 triệu, 1 triệu giá 1 triệu đúng không? Bây giờ em sẽ giảm xuống cho các bác còn 700 700k. Nếu mà lỗi MDCD, nhưng những con này không có đâu, hầu như không có, hầu như là không có mấy.
nên các chú ý hộ em là những con này không có mấy đâu, nó chỉ có cái mức ở đây này, lỗi CD thôi. Ngày trước là 1,2 triệu, đầu tiên là 1,6 triệu nhá, em báo là 1,6 triệu này. Nếu lỗi CD vẫn còn MD thì 1,4 triệu, nhưng mà bây giờ em đã giảm hết rồi, từ 1,2 triệu, 1,4 triệu em giảm xuống 1 triệu, có nghĩa là lỗi CD hoặc MD giảm 1 triệu các bác, có nghĩa là một trong hai cái đấy vẫn chạy được, CD chạy được hoặc MD vẫn chạy được, để cho có 1 triệu, có giải mã, có ôm ly đấy. Và tất cả những cái đầu như thế này thì các bác nên lắp cho TV internet nhà mình, bởi vì là TV internet nhà mình rất là nhiều. Bây giờ các bác lắp TV internet đấy, các bác không có cái đầu này, các bác cứ chuyển qua cái hộp quang, nó không hay đâu. Cái hộp này nó có lợi cho các bác là nó chuyển đổi trên chất lượng giải mã nhá. Đây ví dụ đây, em quay này, ví dụ như cái này, em quay đằng sau này, quay đằng sau cho các bác này. Nhìn này, đây, đây em ví dụ cho các bác này, các bác ở nhà TV các bác ấy, bác sẽ cắm vào đường in đây, đường in đây, đây là đường in, có chữ in là giải mã mà, yếu optical in này, các bác vào đây, sau nó chạy vào trong cái đầu này, nó giải mã chất lượng âm thanh, nó quay ra đây, nó quay ra đường out đây, nó quay ra đây, nó có một đường out này, hai đường out đấy, thì hai cái đường out này các bác cắm từ cái đường này này xuống cái bộ dàn karaoke nhà bác để bác hát karaoke, hoặc bác cắm từ cái đường này ra bộ dàn loa to nghe nhạc nhà bác đấy. Và đặc biệt là con này nó lại có hai cổng loa đây nữa, nó có thể đánh thêm một đôi loa từ 140 đến 160 W ở đây, 140 đến 160 W. Đặc biệt là cái dòng này nó lại trở kháng từ 4 đến 16 ohm nên nó đánh được rất là nhiều loa, khá là nhiều loa nhé. Và bác nào thích có cổng súp này nữa thì bác bảo em để em chọn thêm cổng súp cho, thỉnh thoảng mới có con có cổng súp thôi, cái cổng súp này là bác là cần súp trầm thôi, còn không không cần thiết nhé. Đấy, nó được cái nọ thì nó sẽ bị mất cái kia đấy, chính vì vậy nên là đa số là bọn em bán là có giải mã này, có cổng ra đấy, ví dụ như con này đúng, đúng chưa đấy. Còn nếu mà khó quá thì các bác cứ điện em tư vấn cho nó dễ, có nghĩa là nói chuyện thì các bác nó dễ hiểu hơn là mình giới thiệu trên này. Mục đích em giới thiệu đây lấy giá, ví dụ bác bảo ô tôi lấy con 1,3 triệu, có nghĩa giá 1,6 triệu bây giờ 1,3 triệu, hoặc tôi lấy con 1,2 triệu, 1,4 triệu trước xuống 1 triệu, hoặc tôi lấy con 700, nhưng 700 không có mấy đâu bác ạ, bởi vì hàng của em nó bao về toàn hoạt động hết thôi, chẳng qua về khí hậu miền Bắc ở ngoài mình này thỉnh thoảng nó nồm nó ẩm, thì thành ra là nó nồm nó ẩm đấy, thành ra thỉnh thoảng nhiều con là mắt nó bị hút ẩm vào, nó các bác cứ cắm thời gian nó nóng nó lại chạy bình thường đấy. Còn đây, còn sang đấy con đầu dọc cũng vậy ạ. Đây đầu dọc rất là nhiều, đầu dọc nó thiết kế cho các bác, bác nào thích đầu dọc thì lấy đầu dọc, thích đầu ngang thì lấy đầu ngang nhé, được chưa. Con đầu dọc để nằm ra thì nó cũng kích thước cũng như con đầu ngang thôi đấy. Ngoài ra các bác chú ý nhé, bác nào mà lấy cái đầu mà có DVD đọc được video nhé thì báo em chọn cho thêm 200.000, có nghĩa là đầu có chữ DVD ấy, DVD đọc được cả đĩa hình. Bởi vì những cái đầu đấy các bác có thể cắm được sang, các bác chú ý của em nhé, những cái đầu đấy các bác có thể cắm được sang để kích cho bộ dàn 5.1 Onkyo đấy. Nếu mà cái đầu Onkyo của nhà bác nào đang 5.1 Onkyo đang hỏng, bác sẽ báo em sẽ chọn một con đầu chạy được ok luôn. Còn đây sang đến đầu dọc, đầu dọc đây thì giá cũng như vậy đã báo rồi. Còn về hình thức ở đằng sau thì nó cũng như vậy thôi bác ạ. Những con đầu dọc đây, có con thì nó có một cổng in, có con thì có cả cổng in cổng out ra. Cái này thì em không thống nhất, em chỉ báo là có giải mã thôi. Còn trở kháng tất cả đều từ 4 đến 16 ohm ạ. 4 đến 16 ohm. Và cái đặc biệt luôn này, 4 đến 16 ohm. Và cái đặc biệt là đằng sau đây, tất cả những cái cổng. Bây giờ các bác cắm TV vào cổng in đây nhá. Nó vào trong này nó làm nhiệm vụ giải mã, sau nó sẽ quay chất lượng âm thanh giải mã ra chữ quýt này, đọc tiếng Việt cho nhanh, quýt. Đây nó ra đây này, ra đây, ra đây. Đấy, thì bác cắm từ đây, bác cắm từ đây này xuống bộ dàn nghe nhạc hoặc bộ karaoke nhà bác. Và đặc biệt là con này bác có thể cắm thêm một đôi loa từ 140 đến 160W nữa, một đôi đấy. Ngoài ra thì các bác có thể dùng chạy đĩa MD này, đĩa CD này, rồi là AM FM, được chưa. Nói chung là nó nhiều chức năng. Đấy, em đang ví dụ như thế. Con này thì nó bị gãy núm volume, em không nói rồi. Nhưng mà em đang nói ví dụ như thế, lấy một con đỡ phải nhấc trên này. Đấy, thì giá thành thì em đã báo cho các bác rồi nhé. Giá thành báo các bác là giá thành thì đã báo rồi. Tất cả những con hoạt động tốt, giá ngày trước là 1,6 triệu thì đã giảm cho bác 300, thì còn là 1,3 triệu. Những con giá có mức giá từ 1,2 triệu đến 1,4 triệu mà chết một trong hai thứ là MD chết hoặc CD chết ấy, một trong hai thứ chết thì giá nó từ 1,2 triệu, 1,4 triệu bây giờ giảm cho bác còn 1 triệu. Và con nào mà chết hết MD CD mà chạy giải mã không
thì sẽ còn 700.000. Ok chưa ạ? Đấy là cách em giảm giá và cảm ơn các bác nhé. Em chào các bạn.